rồi ha, này này ha, này là ta thấy là logo ha, logo Mitsubishi ha, logo Mitsubishi ha, logo mẫu này bằng nhựa nha, nè mẫu này bằng nhựa nè ha, này là logo Mitsubishi bằng nhựa ha. À, cái này là cái đề can để dán trên xe ha. Chữ Mitsubishi ha, và có luôn cái logo Mitsubishi đi luôn ha. À, được sử dụng rất là nhiều xe trên thị trường ha. Đây nè. À, bằng nhựa nha, logo Mitsubishi đây, chữ Mitsubishi đây ha, bằng nhựa mạ chrome ha, rất là đẹp nha. À, nhựa mạ chrome ha, cái chữ, cái logo, nó logo màu đỏ ha, mạ chrome, chữ Mitsubishi đây ha. Phía sau á, phía sau của nó là có sẵn bánh ca hai mặt rồi nha ha, về mình lắp vô thôi ha. Phía sau là có sẵn bánh ca hai mặt này. À, như vậy đây là logo Mitsubishi dán thường này, dán phía sau xe ha, dán phía sau xe ha. À, một số dán trên phía trước nữa ha. Mitsubishi thì nó đủ xe hết ha, nè bằng nhựa, logo bằng nhựa nè ha, cái này nè ha. À, nó có thể dán trên những cái con Mitsubishi, nó có xe con nè, xe con sedan nè, đúng không? Rồi sedan, rồi nó có 7 chỗ SUV nè, rồi có bán tải nè ha, rồi có xe tải nữa nè ha. À, thành ra là cái logo này được sử dụng rất là nhiều ha, bằng nhựa ABS mạ chrome nha, mà hoàn thiện, sản phẩm hoàn thiện rất là đẹp nha. Đó là logo Mitsubishi ha, logo Mitsubishi bằng nhựa mạ chrome. Còn đây chúng ta xem đi ha, này là logo Mitsubishi bằng kim loại, mẫu này mẫu bằng kim loại nha, không phải là nhựa mạ chrome nữa nha, này bằng kim loại nha, này mẫu logo Mitsubishi bằng kim loại nha, đây kim loại nhìn nó cứng cáp hơn ha, ha có một cái miếng băng keo đi theo nha, đây băng keo hai mặt nè, à băng keo hai mặt nha, để dán ha, có chữ Mitsubishi đây, rồi đây là logo Mitsubishi bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa, ha, nó ngắn hơn một tí xíu nha, ha, nó ngắn hơn tí xíu nè, nhưng mà nó chắc cú hơn ha, ha, mặt sau là kim loại nè, ha, phải được dán bằng cái hai mặt, ha, nhưng mà khi dán phải đúng kỹ thuật nha, thì nó mới bền, chứ nếu không là nó sẽ róc ra, ha, tốt nhất là mình nên nhờ gara hoặc thợ có kinh nghiệm họ dán sẽ tốt hơn mình, ha. Đây logo Mitsubishi bằng nhựa mạ chrome, đây logo Mitsubishi bằng kim loại ha, ta đo thử cái thước nha, chiều cao logo là khoảng 21 ly, này 21 ly nha ha, logo Mitsubishi ha, 21 ly. Rất nhiều xe tải ha, rất nhiều xe tải Mitsubishi ở thị trường Sài Gòn ha, rất là nhiều. Thị trường xe tải thì Mitsubishi rất là nhiều ha. Là đây nha, này là logo Mitsubishi bằng kim loại và bằng nhựa ABS mạ chrome. À, mình đo rồi, chiều cao là 21 ly ha. Đây là ha, chiều cao của cái logo này là 21 ly ha. Rồi. À, đây là logo Mitsubishi bằng nhựa mạ chrome hoặc là bằng kim loại ha.